Thưa quý vị, sau hàng loạt các vụ người dân bỗng nhiên mất tiền trong các tài khoản ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quy định mới về trách nhiệm trong việc tiếp nhận thông tin khách hàng. Theo đó, từ nay người mất tiền trong tài khoản mà lỗi phát sinh không do chủ thẻ thì sẽ được ngân hàng bồi hoàn trong vòng 5 ngày. Theo đó, thời hạn chủ thẻ được quyền đề nghị tra soát khiếu nại không ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát khiếu nại. Thời hạn xử lý tra soát khiếu nại của tổ chức phát hành thẻ tối đa không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị lần đầu của chủ thẻ đối với thẻ có PIN do Ngân hàng Nhà nước cấp. Trong trường hợp hết thời hạn xử lý mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân, thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, tổ chức phát hành thẻ phải thỏa thuận với chủ thẻ về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho chủ thẻ cho đến khi có kết luận cuối cùng. Việc bồi hoàn đối với các khiếu nại thông thường được quy định không quá 5 ngày nếu không phải lỗi khách hàng. Nếu không xác định được lỗi, trong 15 ngày ngân hàng phải có thỏa thuận phương án xử lý cho khách hàng.